Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một video clip hướng dẫn các bạn dừng một số cái dạng đệm cơ bản này nhé. Trước đây mình đã làm một video hướng dẫn các dạng gối. Thì hai video clip này kiến thức nó sẽ bổ sung cho nhau. Và kiến thức thì đã tập trung ở cái video này rồi. Trong video này mình đã hướng với các bạn là làm một cái video dừng các đệm. Thì hôm nay mình sẽ làm nhé. Mình sẽ làm video nhanh thôi, tại vì các kiến thức có sẵn rồi. Cái gì mà có thêm thì mình sẽ nói rõ hơn. Đây, mình mở phần mềm lên. Thì mình đã có một avatar mình minh họa cho cái đệm này nhé. Bây giờ sẽ đi vào cái dạng bọc đệm đầu tiên. Thường thường thì avatar mình để này, nhưng mà mình có thêm một cái dựng đứng 90 độ này. Đây là một cái thủ thuật để đến lúc sang 2D ấy, mình đo được kích thước của nó luôn. Đây, cái nằm đây, cái đứng đây. Bọc đệm thì rất nhanh. Mình sẽ nói nhanh nhé. Trong cái video dừng gối thì mình chỉ các bạn cách tạo cái nồi vi này. Thì trong đệm thì áp dụng cái outline này, rất là nhanh. Ở đây là có ba dạng tất cả nhé. Đây có tường hình đây, mình dùng cái dạng thứ ba cho tầm 60. Đây các bạn nhìn nhé, nó có dạng này giống đây. Mình để 60 là nó quá cả độ dày này, vì đây là cái đệm bọc. Mình sẽ cho nó thừa xuống một chút nữa để tí nữa cho nó bọc vào trong. Mục đích của mình là như thế. Đây, rất nhanh. Khâu lại các bạn nhé. Đấy, mình phải để thừa một chút xuống dưới này. Sau đấy là để bọc nó lại thì mình chọn ở đây. Chỉ cần tích vào cái elastic này là được. Nó sẽ thun vào. Đây, cái này nó sẽ loe ra. Cái này nó sẽ thun vào. Như thế là các bạn đã bọc xong cái đệm rất nhanh đúng không ạ? Cái này thì mình chỉ cần chỉnh cho nó to lên một chút là được. Các bạn chọn vào giữa thì nó sẽ phóng to thu nhỏ đều hết nhé. Đấy, đây là cái đệm bọc theo dạng này. Đấy. Bây giờ mình sang dạng thứ hai là cái dạng đệm này. Còn cái đường pin xuống. Đây, đây là một kiến thức mới nữa. Để xóa cái này đi nhé. Ở đây mình sẽ để 50 thôi, vừa mức của nó thôi. Dùng chế độ G nhé. Kiến thức này thì mình đã nói ở trong cái video dừng khối rồi. Nên mình sẽ làm nhanh ở đây, Ctrl C, Ctrl V.
kéo xuống lật mặt cho nó, khâu nó lại. Ở đây là nó vẫn có bọt rồi. Cho 30. Ở đây tương tự giống làm gối thôi. Không khác gì. Để mấy gối thì nó cũng như nhau. Bây giờ sẽ tạo các đường nối vi này nhé. Tạo tầm 4 đường đi. Để hiện đường nối vi các bạn ấn vào đây. Ở đây. Ở đây thêm một kiến thức, đấy là mình à, pin điểm, pin các điểm này. Thì đầu tiên là các bạn phải tắt việt cây đi nhé. Sau đấy là chọn phím giữ, gõ và giữ phím V kép. Và các bạn ấn các điểm nút mình cần nhấn nó xuống. Pin điểm đấy. Shift V kép là bỏ pin điểm nhé. Còn nếu mà vẫn cứ giữ V kép và ấn thêm một lần nữa thì là bỏ cái điểm mình vừa bắt. Mình sẽ cho độ phồng cho tầm 5. Đấy, các bạn đã thấy chưa? Độ phồng lên một tí. Đấy, các bạn đã thấy độ phồng chưa? Bây giờ mình làm nhanh nhé. Ctrl Shift V. Để ý chuyển sang chế độ B, chỉnh sửa đường may. Quét. Chọn đây là Custom. Các bạn còn nhớ để làm gì không? Đây, để đường chỉ nó khít sát vào nhau. Để lúc chuyển sang 3D Max nó đỡ bị hở ấy. Nó sẽ có đường hở. Đấy. Sau đấy là các bạn sẽ đóng băng. Cái này không có kiến thức mới, chỉ có cái pin điểm là mới thôi. Ở đây mình sẽ cho xuống tầm 5 lưới ít thôi. Để nó thể hiện được cái độ nhân. Không cần độ phồng. Để vải là ni lông. Sau đấy là mình sẽ co dán vải. Theo chiều dọc tầm 105. Chiều ngang 105. Bốn mặt bên mình cũng cho nó
Co một chút thì ít thôi, 103, 103 đấy, nó đã nhanh rồi. Rồi thì đơn giản không, dừng trong này rất là nhanh đúng không là giảm với đây à, là đệm, mình xin lỗi, 10. Đấy, nó nhanh ghê hơn chứ. Cho ít thôi. Đấy, đây là dạng đệm thứ hai mà mình hướng dẫn cho các bạn. Cái này sau sang 3ds Max chuyển sang lưới 4 ấy, thì cái đồ nhân này nó thật hơn, nó đẹp hơn. Các bạn đã nắm được chưa? Có gì không hiểu thì cứ gửi bình luận cho mình nhé. Clip này mình làm nhanh thôi, hướng dẫn sơ qua thôi. Đây, bây giờ đến cái đệm này. Sau này có những cái đệm hay nữa thì mình sẽ làm riêng video. Chắc dài ra thì cái này có chỉnh sửa về sau nữa, không lo. Cho nó gấp đôi, 487,6, 487,6 cho gấp đôi lên. Lại đấy, sau đấy mình tạo các nút chế độ R nhé. Đây, tạo các nút dạng này, 4, 3. Cái này mình sẽ tạo ngẫu nhiên thôi nhé. Xem. Đấy, tầm này mình sẽ copy xuống tiếp dưới. Sau này đóng băng này, Ctrl Shift V này, bỏ cái phụ thuộc đi. Cho cái này có độ phồng, giảm lưới này, cho nó có độ phồng tầm 30. Các bạn thích vào đây nhé.
cho nó thu vào đi. Cho nó có độ co giãn này. 50. Đấy, vậy là mình đã có dạng này rồi. 60. Dạng nó hơi phồng. Rồi các nút nó hơi bóp vào. Cái tác dụng của cái elastic này là đây, đồ kéo này là để nó bóp sâu vào. Cái này là bóp, nó đồ mạnh yếu. Còn cái này nếu giảm về thì nó phồng lên. Mình giới thiệu sơ qua nhé. Đấy, rất là nhanh đúng không ạ? Cách tạo đệm này. Ở đây để chế độ ni lông. Đấy, trước mình đã từng chỉ cho các bạn là một số chỉ số đấy, chỉnh ở đây. Cái đồ co giãn ấy. Nên cái này sẽ ít chỉnh hơn. Đấy, ví dụ cho lên 30 sẽ được. Đấy. Bạn thấy chưa? Đã ra cái dạng là thứ ba này rồi. Đấy, rất là nhanh đúng không? Dễ mà. Có một dạng thứ tư này. Với hai dạng này không cần avatar luôn. Quên mất cái này không nói luôn dạng này cho nhanh. Đấy là tạo đường ống piping. Nhanh thôi. Mà 50. Canon C, Canon V. Nhớ lật mặt các bạn nhé. May. Phòng 3. Đổ cho nó lên vài khác. Vì nãy chỉ số kia mình đã chỉnh rồi. Từ mình nhé. À, mình sẽ chỉ cho các bạn cách tạo cái clipping này nhé, không quan trọng dạng đâu. Đây, nó sẽ nằm ở cái biểu tượng này các bạn nhé. Đây là bỏ đường clipping và đây là thêm đường clipping. Đây, nó còn viết chữ clipping nhé. Đây, các bạn chỉ cần chọn một điểm ở đây cho nó chạy theo này. Đấy, xong nhấp nút cho nó đây là nó đã có đường piping rồi. Đấy, rất nhanh đúng không các bạn? Tiến trình của nó đây, đây là cái đường kính của cái ống piping.
ví dụ cho lên 4, xem to lên. Đấy, đây là cái khoảng cách điểm, còn cho ít thôi thì nó sẽ có đảm bảo cái độ mềm mượt. Đấy, cũng tương tự bên dưới. Đấy, một đường. Đấy, đường bí binh đấy, nhanh không? 5 1 1. Đấy, vậy là nó đã tạo ra cho các bạn cái đường bí binh rồi. Đấy, đấy chưa? Muốn xóa nó nhé, thì là do cái màn hình máy tính của mình bé quá nên ở đây nó thu gọn. Đây, muốn xóa đường bí binh thì chọn chế độ trên, chạm vào tròn vào đường vi vinh cần xóa, ấn delete. Đấy, đấy, còn thấy chưa? Rồi còn dạng cuối cùng thì cái clip này cũng không có nhiều kiến thức, mình nói nhanh vì trước đấy đã hứa với các bạn là làm một clip về cái đệm, nó còn nhiều dạng đệm hay lắm, sau này mình sẽ làm riêng. Cũng nhanh đấy, chỉ là tạo những cái đường là nổi vi bên trong thôi, ví dụ là 5 nhé. Đây, 5 này, 4 đi. Đấy, Ctrl Shift V cho nó xuống, lật. Đừng quên chế độ B, quét, chọn vào đây. Chọn có độ phồng nữa. Năm này, lưới vẫn cứ 20. Đấy, vậy là đã ra cái dạng là đệm đệm hơi nhanh đúng không ạ? Đấy, video này thì nó cũng chỉ thêm một cái kiến thức là pin điểm và tạo đường pin pin thôi, còn nữa các dạng dừng này nó như thế cả, không không có gì phải nói thêm. Đấy, các bạn nào mà không hiểu thì cũng cứ gửi bình luận cho mình nhé. Mong các bạn ủng hộ kênh vì dòng mình nói khó nghe, đây là một cái khuyết điểm. Nên trong video này mình sẽ không nói nhiều các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chắc là mình xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.